Phật Thuyết Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp tại cung điện của Long Vương Sakyatla cùng với 8.000 vị đại tỷ kheo và 32.000 vị đại Bồ Tát. Bởi do hết thảy chúng sanh vì có tâm tưởng khác nhau nên thiện ác nghiệp tạo ra cũng không giống nhau. Do đó mà có lục đạo sinh tử luân hồi, trời người, Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Này Long Vương à, ông có thấy đại chúng ở pháp hội này với chúng sanh trong biển lớn khác nhau về hình sắc và chủng loại chăng? Những chúng sanh này không có kẻ nào mà không do tâm niệm của bản thân mình tạo ra nghiệp thiện và bất thiện. Thân niệm, khẩu niệm, ý niệm chính là ngọn nguồn gây nên kết quả báo ứng. Đương nhiên, tâm không có hình sắc, không thể thấy, không thể nắm bắt, chỉ là hư vọng không hình. Nói đến cùng thì chư pháp là không có chủ thể, không có cái gọi là ngã và ngã sở. Mặc dù chúng sanh đều đi theo những nghiệp nhân hiển ác bản thân tạo ra mà hiện thời khởi lên nghiệp quả bất đồng, nhưng trên thực tế trong đó hoàn toàn không có chủ thể tạo ra. Nhân thiết pháp đều từ trong tâm tưởng của bản thân mà sinh ra, đều không có tự tâm, như huyễn như hóa. Mọi người sau khi hiểu được nghĩa lý này thì nên quản tu thiện hành, đừng làm việc ác. Nếu được như vậy, quả báo thân tâm mà mọi người thấy như ngũ uẩn, thập nhị xứ, thập bát giới sẽ vô cùng đoan chính trang nghiêm, khiến cho người nhìn thấy họ sinh tâm hoan hỷ, không hề chán ghét. Này Long Vương à, ông có thấy thân tướng Phật vô cùng trang nghiêm, quang minh không gì sánh bằng? Đây đều là từ vô lượng kiếp này tu tập trăm ngàn ức loại phước đức mà sanh ra. Ông lại nhìn xem các vị đại Bồ Tát nơi đây, các vị ấy sắc thân di diệu, trang nghiêm thanh tịnh, đều là quả báo tu tập thiện nghiệp, dung trồng phước đức mà sanh ra. Này Long Vương à, chắc ông cũng biết rằng tu Bồ Tát hạnh có một loại pháp có thể đoạn trừ hết thảy mọi thống khổ của ác đạo. Pháp này là gì? Chính là ngày đêm tư duy quán sát thiện pháp, khiến các thiện pháp trong từng niệm niệm không ngừng tăng trưởng, không được cho phép bất kỳ ác pháp nào xen vào. Như vậy thì vĩnh viễn đoạn trừ mọi thống khổ của ác đạo, đồng thời khiến cho mọi thiện pháp được viên mãn. Dù cho đạt được thân người hay sinh vào cõi trời thanh văn bồ đề lục giác hay vô thượng bồ đề, đều phải nương vào thiện pháp này mà làm căn bản, mà đạt được thành tựu đại đạo quang minh thế gian, xuất thế gian này chính là thập thiện nghiệp đạo. Thế nào là 10 loại? Chính là có thể vĩnh viễn tránh xa 10 loại, đó là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, nói hai lời, nói lời ác, nói thiêu dịch, tham dục, sân hận và tà kiến. Này Long Vương à, có thể bỏ được hành vi sát sanh thì liền được thành tựu thiện pháp, 10 điều thoát ly khổ não. Thế nào là 10 điều? Thứ nhất, rộng thí vô úy cho các chúng sanh. Thứ hai, luôn khởi tâm niệm đại từ bi đối với chúng sanh. Thứ ba, vĩnh viễn đoạn trừ tất cả tập khí sân hận não phiền. Thứ tư, thân thể thường không có bệnh tật.
Thứ năm, thọ mạng lâu dài. Thứ sáu, luôn được các quỷ thần phi nhân hộ vệ. Thứ bảy, luôn không nằm mơ gặp ác mộng, ngủ hai tỉnh luôn cảm thấy an lạc. Thứ tám, diệt trừ toàn bộ oán kết, oán hận thù hại tự nhiên được hóa giải tiêu trừ. Thứ chín, sẽ không đọa lạc vào tam ác đạo, đáng sợ là địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Thứ mười, khi mạng chung nhất định được sanh lên cõi trời. Đây chính là 10 điều công đức lợi ích. Nếu như có thể đem công đức tu hành này hồi hướng cho A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Giả, thì sau này khi thành Phật sẽ đạt được quả báo tùy tâm tự tại, thọ mạng ngắn dài đến không chướng ngại của Phật. Lại nữa Long Dương à, nếu như có thể bỏ được hành vi trộm cắp thì liền được thiện pháp 10 điều tinh sâu dẫn dắt. Thế nào là 10 điều? Thứ nhất, tài phú giàu sang đầy đủ, hơn nữa như là quốc vương, trộm cướp, thủy tai, quả tai, con cái ngỗ nghịch đều không thể đoạn mất. Thứ hai, được nhiều người kính mến tưởng nhớ. Thứ ba, không bị người bắt nạt. Thứ tư, được người trong mười phương ngợi khen. Thứ năm, không lo gặp phải việc tổn hại. Thứ sáu, danh tiếng thượng lưu, lưu truyền khắp nơi. Thứ bảy, khi ở cùng đại chúng thì trong lòng không khiếp sợ. Thứ tám, tiền tài thọ mạng, dung nhan sức khỏe, tất cả đều được an lạc, hơn nữa khả năng biển tài đầy đủ không chút khiếm khuyết. Thứ chín, trong lòng luôn thường mong muốn bố thí cứu trợ. Thứ mười, khi mạng chung nhất định được sanh lên cõi trời. Chính là 10 điều này. Nếu như có thể đem công đức này hồi hướng cho A Nậu Đa La Tam Miệng Tam Bồ Đề Giả, thì sau khi thành Phật sẽ đạt được trí huệ đại bồ đề thanh tịnh. Lại nữa Long Dương, nếu như có thể bỏ được hành vi tà dâm thì liền được thiện pháp 4 điều mà người trí tán thán. Thế nào là 4 điều? Thứ nhất, lục căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, được điều phục. Thứ hai, vĩnh viễn tránh xa trảo cử tán loạn, luôn tranh chấp náo động ở trong tâm. Thứ ba, được khắp thế gian khen ngợi. Thứ tư, không người nào có thể xâm phạm vợ mình. Chính là 4 điều này. Nếu như có thể đem công đức tu hành này hồi hướng cho A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Giả, thì sau này khi thành Phật sẽ được tàn tướng thân Phật đại trượng phu, năm căn ẩn mật bất lộ. Lại nữa Long Dương à, nếu như có thể bỏ được hành vi lời nói giọng ngữ thì có thể đạt được thiện pháp 8 điều mà chư thiên điện tán thán. Thế nào là 8 điều? Thứ nhất, miệng luôn thanh tịnh, phát ra hương thơm của hoa sen xanh u bát. Thứ hai, mọi người trong thế gian kính ngưỡng và khâm phục. Thứ ba, những lời nói ra có thể trở thành chứng minh, được trời người đều kính mến. Thứ tư, luôn dùng ái ngữ để an ủi chúng sanh. Thứ năm, tâm ý có thể đạt được niềm vui thù thắng, tam niệm hân khẩu ý đều rất thanh tịnh. Thứ sáu, lời nói ra sẽ không nhầm lẫn, nội tâm thường hoan hỷ an lạc. Thứ bảy, lời nói ra nhất định được mọi người tôn trọng, trời người đều nhất định phổng hạnh. Thứ tám, trí huệ trang nghiêm thù thắng, chẳng ai có thể vượt qua phục chế họ. Chính là 8 điều này. Nếu như có thể hồi hướng cho A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Giả, thì sau này khi thành Phật sẽ đạt được ngôn ngữ chân thật của Như Lai. Lại nữa Long Dương, nếu như có thể bỏ được hành vi nói hai lời gây xích mích
liền có thể đạt được thiện pháp năm điều không thể phá hoại. Thế nào là năm điều? Thứ nhất, đạt được thân thể bất hoại, bởi vì không ai có thể làm hại. Thứ hai, đạt được gia đình người thân không bị phá hoại, bởi vì không ai có thể phá hoại họ. Thứ ba, đạt được tánh vọng không thể bị phá hoại, bởi vì thuận theo đạo nghiệp mà bản thân tu được. Thứ tư, đạt được pháp lực đạo hạnh không thể phá hoại, bởi vì đạo hạnh tu tập được rất kiên cố. Thứ năm, đạt được thiện tri thức không thể bị phá hoại, bởi vì chưa từng lừa gạt mê hoặc người khác. Chính là năm điều này, nếu như có thể đem công đức tu hành này hồi hướng cho A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Già, thì sau khi thành Phật sẽ đạt được quyến thuộc chánh tính, những quyến thuộc ma đạo đều không thể cản trở phá hoại. Lại nữa Long Dương, nếu như có thể bỏ được khẩu nghiệp nói lời ác, thì liền có thể thành tựu đạt được thiện pháp tám điều thanh tịnh. Thế nào là tám điều? Thứ nhất, những lời nói ra sẽ không trái nghịch. Thứ hai, những lời nói ra đều có lợi ích cho mọi người. Thứ ba, những lời nói ra đều phù hợp với chân lý. Thứ tư, ngôn ngữ câu từ đều rất mỹ diệu. Thứ năm, những lời nói ra đều được lãnh hội. Thứ sáu, những lời nói ra có thể tin tưởng áp dụng. Thứ bảy, những lời nói ra sẽ không bị người khinh chê. Thứ tám, những lời nói ra đều làm cho mọi người hoan hỷ, vui vẻ tiếp nhận. Chính là tám điều này, nếu như có thể đem công đức tu hành này hồi hướng tu chứng A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Già, thì sau này khi thành Phật liền đạt được thanh tướng thanh tịnh, phạm âm đầy đủ của Như Lai. Lại nữa Long Dương, nếu như có thể bỏ được khẩu nghiệp nói lời ngon ngọt, thì có thể đạt được quả báo ba điều quyết định không thay đổi. Thế nào là ba điều? Thứ nhất, quyết định được người có trí huệ kính mến. Thứ hai, quyết định có thể dùng trí huệ căn cứ theo sự thật để trả lời câu hỏi. Thứ ba, quyết định thành tựu uy đức tối thắng trong hàng trời người. Bởi vì lời nói không hề có bất kỳ lời thiêu dệt hư dối nào. Chính là ba điều này, nếu như có thể đem công đức tu hành này hồi hướng cho tu chấn A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Giả, thì sau này khi thành Phật sẽ đạt được quả báo tất cả những gì Như Lai đã thọ ký, không hề có bất kỳ quan đường hay dứt bỏ nào. Lại nữa Long Dương à, nếu như có thể bỏ được tham cầu dục vọng, thì liền đạt được thành tựu năm điều tự tại mãn túc. Thế nào là năm điều? Thứ nhất, tam nghiệp thân khẩu ý tự tại mãn túc, bởi vì lục căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đều đầy đủ viên mãn. Thứ hai, tài sản vật chất tự tại đầy đủ, tất cả oán thù trộm cắp đều không thể cướp đoạt. Thứ ba, phước báo đức hạnh tự tại đầy đủ, có thể tùy tâm sở dục, bởi vì tất cả mọi vật đều có thể chuẩn bị đầy đủ. Thứ tư, quyền lực của quốc vương tự tại đầy đủ, bất kỳ bảo vật quý báu diệu kỳ mọi nơi đều mang đến phụng hiến. Thứ năm, vật dụng có được đều vượt qua những gì mong muốn, thậm chí thù thắng hơn gấp trăm lần. Đây chính là bởi vì đời trước không keo kiệt tham lam, không đố kỵ người khác. Chính là năm điều này, nếu như có thể đem công đức tu hành hồi hướng cho tu chấn A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Giả, thì sau này khi thành Phật trong tam giới sẽ vô cùng tôn quý thù thắng, trời người đều cung kính cúng dường. Lại nữa Long Dương, nếu như có thể bỏ được ý nghiệp sân hận oán thù,
thì có thể đạt được tâm pháp tám điểm vui sướng. Thế nào là tám điểm? Thứ nhất, tâm không có sự tổn hại và khổ não. Thứ hai, tâm không khởi sân hận oán thù. Thứ ba, tâm không sanh tranh đấu kiện tụng. Thứ tư, có tâm nhu thuận ôn hòa, bản chất chánh trực. Thứ năm, có tâm từ bi của thánh giả. Thứ sáu, tâm luôn làm lợi ích và an ủi chúng sanh. Thứ bảy, thân thể tướng mạo đoan chánh trang nghiêm, mọi người đều tôn kính. Thứ tám, bởi vì hòa thuận nhẫn nhịn mà có thể nhanh chóng sanh về thế giới thanh tịnh. Chính là tám điều này. Nếu như có thể đem công đức tu hành này hồi hướng cho tu chứng A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề Giả, thì sau này khi thành Phật có thể chứng đắc tâm vô chướng ngại, người nhìn thấy điều không chán ghét mà sanh khởi tâm hoan hỷ. Lại nữa Long Dương, nếu như có thể bỏ được tà kiến ngu muội thì liền được thành tựu 10 điều công đức thiện pháp. Thế nào là 10 điều? Thứ nhất, được niềm vui chân chánh thiện tâm, được thiện tri thức chân thành thiện lương. Thứ hai, tin sâu nhân quả báo ứng, nguyện hy sinh tính mạng của bản thân, trước sau cũng không dám làm ác nghiệp. Thứ ba, chỉ chuyên tâm quy y Phật giáo, không quy y với bất kỳ thiên thần ngoại đạo nào. Thứ tư, duy trì tâm chánh trực, tâm chánh kiến, vĩnh viễn thoát ly khỏi lưới nghi về sự kiết hôn. Thứ năm, luôn sanh về cõi trời người, sẽ không còn đọa vào tam ác đạo, địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Thứ sáu, đầy đủ vô lượng phước huệ, thường thay đổi tăng thêm thù thắng. Thứ bảy, vĩnh viễn xa lìa tà ma ngoại đạo, thực hành Phật pháp thánh đạo. Thứ tám, không khởi thân ngũ uẩn quyển hoặc, mà sanh chấp trước thân kiến, xa lìa tất cả ác nghiệp. Thứ chín, an trụ trong kiến giải đúng đắn không chướng ngại. Thứ mười, không rơi vào các loại tai nạn. Chính là 10 điều này. Nếu như có thể hồi hướng cho tu chứng A Nậu Đa La Tam Miệng Tam Bồ Đề Giả, thì sau khi thành Phật sẽ túc chứng tất cả Phật pháp, thành tựu thần thông pháp lực, tự do tự tại. Chính là như vậy. Này Long Dương, lấy cương yếu ra mà nói, có thể thực hành thập thiện nghiệp đạo, lại dùng giới luật để trang nghiêm đại đạo, thì có thể sanh khởi tất cả lợi ích thực sự của Phật pháp, lại có thể viên mãn những quảng đại thể nguyện phát khởi ra. Nếu tu trì hạnh nhẫn nhục để trang nghiêm đại đạo, thì có thể chứng đắc âm thanh viên mãn của Phật, lại đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Phật. Nếu có thể dùng tinh tấn để trang nghiêm đại đạo, thì có thể phá trừ ma chướng oán cơ, thâm nhập sâu vào bảo tàng Phật pháp. Nếu tu trì thiền định để trang nghiêm đại đạo, có thể sản sinh ức niệm không quy, trí huệ, tâm sám hối ung dung thoải mái. Nếu tu trì trí huệ để trang nghiêm đại đạo, có thể đoạn trừ tất cả phân biệt do cách nhìn lầm lẫn, không căn cứ sinh ra. Long Dương, ông nên biết rằng thập thiện nghiệp đạo này có thể khiến sáu ba la mật, tứ vô lượng tâm, tứ niệm xứ, ngũ căn, ngũ lực, thực giác chi, bát chánh đạo, thậm chí thập lục vô úy, thập bát bất cộng, tất cả Phật pháp đều được viên mãn. Cho nên mọi người nên chăm chỉ tu học thập thiện nghiệp đạo. Này Long Dương ạ, dĩ như tất cả thành thị lạc mạng
đều dựa vào đại địa mà được an trụ. Tất cả cây cối hoa cỏ rừng cây đều dựa vào đất mà được sinh trưởng. Thập thiện nghiệp đạo này cũng như vậy. Tất cả thiện báo của trời đều dựa vào thập thiện nghiệp đạo mà được an lập. Tất cả quả báo thanh văn A-la-hán, độc giác và riêng giác và Bồ-Tát hạnh của đại thừa, tất cả pháp đều cùng nhau dựa vào đại địa thập thiện bắt đầu tu hành mà được thành tựu. Sau khi Phật thuyết xong kinh này, Sa Kiệt La Long Vương và đại chúng có mặt ở đó. Nhất thiết thế gian, trời người, Atula đều vô cùng hoan hỷ, tính thọ phụng hành.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.